Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay để bài trong anh sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn chiếc máy bơm nước thuộc dạng mini chạy xăng trắng, sử dụng động cơ 4 kỳ với 35, Honda X35. Thì máy này nhìn bên ngoài của nó thì nó rất nhỏ gọn, sách cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Ở đây chúng ta, đây là tất cả những cái gì của máy. Trước hết là chúng ta đi tổng thể đã. Tôi đã lấy ra là chúng ta có một cái lọc rác này, nó rất là chắc chắn, lượng cứng này. Một quyển sách hướng dẫn sử dụng của tiếng Anh, không rửa ra đấy. Chúng ta có hai cái ống nối vào cái ống hút xả của chúng ta, thì kèm đó là nó có hai cái xoăn đây, và chúng ta có ba cái đầu để siết ống khi chúng ta sử dụng ống PVC hoặc là ống cao su mà bình thường chúng ta hay sử dụng để chúng ta máy nước bơm nước nhỏ nhỏ thôi đó. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ đi máy, à quên, đây chúng ta còn có phụ tùng nữa nhá, hai cái cờ lê, hai cái lục và một cái tháo buji. Đây là tổng thể cái máy của chúng ta. Máy sử dụng động cơ Honda GX35. Thì ở trên máy nó cũng đã có ghi thấy thật, đây có một ghi cái thông số là flow là 8 m³/giờ, tức là cái lưu lượng là bơm được 8 m³/giờ này. Công suất là 1.45 kW, 7.000 vòng/phút. Và cái và chúng ta có nữa là cái đường kính của ống là nó sử dụng là ống phi 25. Phi 25, 25 mm đây. Và đây, cái này nữa cũng quan trọng, đó là cái chiều cao nó bơm được, chiều cao nó ra nó lên được khoảng 30 mét. Đó là cái thông số ghi, của thực tế như nào thì có lẽ là phải đi vào sử dụng mới biết. Thì đây, nói chung cái này nó cũng tương tự cái cộng cơ cắt cỏ, nhưng mà nó lắp cái sen bơm thôi. Thì đây là cái sen bơm của chúng ta. Chúng ta có khá là nhiều lỗ đấy. Ở bên trên chúng ta muốn vặn là chúng ta có cái mồi nước. À, giới thiệu hơn nữa là cái này là cái chỉ cần mồi lần đầu, có những lần sau là chúng ta không phải mồi nữa, bởi vì cái ống hút của nó là đặt rất là cao ở bên trên này, nên cái phần buồng quạt nước ở bên trong nó lúc nào nó cũng trong tình trạng ngập nước, nên nó sẽ không cần phải mồi. Những lần sau chỉ cần mồi lần đầu tiên thôi đó. Đây là chúng ta có bộ phận mồi này, đây là đầu ra outlet, đây là cái củ này, cục ra đầu ra là chúng ta phải đóng cái này lại khi chúng ta mồi xong. Cái này là chúng ta xây gen và lắp thêm cái ống này vào nhá. Đây chúng ta cứ lắp thế này thôi, bên trong tháo cái này ra và lắp bên trong thôi đó. Đây là đầu ra, đây là đầu vào. Đầu vào thì nó được gắn bằng ba cái ốc, có cái đệm cao su, cái này có đệm cao su rồi nhá, rất chắc chắn. Chúng ta có, đây là đầu hút này, và đây nữa, đây chúng ta có một cái gọi là cái xả nước khi chúng ta không sử dụng nữa, khi chúng ta không sử dụng hoặc sử dụng xong rồi mà chúng ta để trong một khoảng thời gian dài, ví dụ từ 1-2 ngày hoặc đến cả tuần, thì chúng ta bắt buộc phải tháo nước trong này ra, nếu không nữa ở bên trong máy nó có cái tình trạng ngâm nước là nó sẽ bị oxy hóa hoặc là cái giảm cái tuổi thọ của máy. Máy thì cái cân nặng của nó thì tôi ước tính rơi vào tầm chắc khoảng 6-7 cân. Đây là bộ phận ga, ga làm rất gần đây thôi. Ga này, chúng ta có một nút ngắt khi chúng ta không sử dụng nữa, chúng ta giữ vào và ngắt máy. Rồi, nói chung là một cái động cơ 4 thì lưu ý quý vị, đây là động cơ 4 thì về bên chúng tôi cũng có một cái loại đó là cũng tương tự như này, nhưng sử dụng động cơ 2 thì động cơ 4 thì nó sẽ bền hơn. Và là lưu ý là đây là động cơ 4 thì không, quý vị các bạn nào nhầm thì lại chúng ta lại cứ đổ cả xăng hóa nhớt vào đây thì chịu không. Đây chúng ta có cái phần nước này, xăng này, xăng trắng nhá, ốp giật Honda GX35 này, rất nhẹ luôn. Đây, tôi chỉ có để trên cao thôi, giật rất là nhẹ. Còn về bên dưới máy thì chúng ta, bên dưới máy chúng ta có một cái đế cao su được vắt ốc rất là chắc chắn này, không làm bằng thép nha. Đó, chúng ta có một loại là hàng xịn hơn thì cái đế của nó đấy xịn hơn, nhưng mà thế này nói chung là nếu mà chúng ta sử dụng bên đồng thì đế này cũng rất là thoải mái rồi, thậm chí là dư thoải mái luôn. Đó, đây, lè gió này. Thì quý vị và các bạn khi sử dụng lần đầu chúng ta ở cái động cơ thì chúng ta phải bơm xăng qua cái móng xăng nhá. Và lần đầu sử dụng khi mà chúng ta bơm xăng chúng ta giật nổ rồi thì trước khi giật nổ chúng ta phải mồi nước trước lên đầy, đầy cả chạy trong này và nó sẽ chạy ra đầy ống nữa. Đó, mồi nước thế xong chúng ta mới bắt đầu giật nổ. Đó, lưu ý là thế. Nếu không khi mà chúng ta đã giật nổ rồi thì cái ốc quay trong này nó đã quay rồi, nên chúng ta không thể mồi được đấy, mồi nó sẽ bị bắn nước lên. Rồi, cơ bản thì cái máy này nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì quý vị bạn nào mà có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn về cái máy hoặc cũng như mua thì quý vị bạn có thể liên hệ theo cái số máy trên màn hình. Bởi vì cái máy này nói chung là nếu mà sử dụng để mà bơm nước ở đồng ruộng cực kỳ tiện lợi. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng để bơm tưới rau này, nó cũng rất là tiện, vì đây con gái cũng xách được rất là dễ thôi. Khởi động cũng siêu nhẹ luôn. Con gái giật cũng rất là nhẹ với tôi, cái này tôi để trên cao giật cũng được nữa. Đó, sử dụng để bơm tới rửa nhà hoặc là bơm rau tới rau. Đó là cái nhiệm vụ chính. Ngoài ra còn rất là nhiều cái ứng dụng khác mà quý vị bạn có thể tự tìm hiểu. Thì quý vị bạn có thể lưu ý qua cái máy này hoặc là động cơ 2 thì hoặc động cơ Thái Lan. Đó.
Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.